Rồi, tới công chuyện rồi. Đi đâu về mà mặt nhăn nhó kỳ á? Ủa, mở chân làm gì rồi xích vậy trời? Hồi sáng dạo qua bên dọn dẹp nhà ông chú Tám bệnh á. Rồi giờ ông đang dọn rồi đi ra ngoài quên mang đôi dép theo, giờ đạp trúng cái đinh, giờ chân nó nhức quá gì nhức. Trời ơi, rồi anh có đi chích ngừa chưa? Có sao không, mà anh chạy ra ngoài bác sĩ ông nói hết thuốc ngừa uống dán rồi, ông kêu đi chỗ khác. Rồi sao nữa? Thì anh mới kêu ổng giờ còn thuốc nào nữa không, làm ơn chích giùm anh cái đi. Ổng nói giờ còn thuốc ngừa chó dại không à. Mà vi trùng của chó dại á thì nó khác với vi trùng uống dán, làm sao mà chích được. Rồi anh có đi chỗ khác chích không? Đi chỗ khác gì? Anh kêu ông chích cho anh cái thuốc ngừa chó dại luôn. Có đỡ không, không mắc công đi tùm lum. Trời ơi trời, ông nội đạp đinh mà chích ngừa chó dại. Anh hồi ra sao hái giùm em trái đu đủ chiều hầm canh ăn nha. Ừ anh biết rồi, để anh hồi anh hút xong điếu thuốc rồi anh chạy ra ngoài xa anh bẻ cho. Hút tới ngày. Lúc này em thấy anh hút hơi nhiều đó. Bỏ từ từ được rồi đó. Bệnh mà không biết lo. Mới mốt mỗi ngày em nấu cho anh một bữa cơm ngon, ăn xong anh hút một điếu thôi. Trời ơi em nói vậy không khác gì em bắt anh bỏ thuốc luôn trời. Cái gì? Ý anh nói em nấu cơm không ngon hả? Vậy 21 ra chỗ khác ăn đi. Thôi đi bẻ đu đủ à. Alo, ai vậy? Alo, anh hả? Em nè. Chiều nhớ về sớm sớm nghe. Rồi anh biết rồi. Có gì nữa không em? Quên, anh ghé chợ anh mua giùm em rau với cá nha, về nấu cơm ăn nha. Chiều sẵn về rửa chén giùm em luôn nha. Hả? Cái gì? Nói lớn lên không nghe gì hết á. Đi chợ rửa chén. Hả? Alo, mất xong rồi. Đi chợ nè, rửa chén nè. Anh nấu với em hoài à. Mỗi lần anh nói chuyện gì ra em cũng cãi được chứ. Trời ơi trời, dù gì anh cũng lớn hơn em đó. Anh là chồng em đó. Trình độ học vấn của anh cũng cao hơn em nữa. Ủa? Học cao chứ. Muốn cãi nữa còn sao. Rồi bây giờ như vậy đi. Bây giờ mà em nói được cái câu nào á mà làm cho anh buồn vui cùng một lúc á thì em muốn làm gì em làm. Còn mà nếu mà em nói không được á mà mốt em phải nghe lời anh. Nghe lời anh hả? Làm mơ đi. Nghe nè, cái đáo của anh á, lớn với cái xóm này. Cái đáo của anh á, lớn với cái xóm này. Bị xứ. Ủa, cái gì vậy trời? Ê, đi đâu vậy? Bữa nay nói chuyện cho rõ ràng ấy. Anh đi nhậu gì giờ tới giờ này mới về vậy? Em dặn anh sao? Đi nhậu về trước về 10 giờ. Uống không quá 2 lon. Mà anh về anh biết mấy giờ chưa? 2 giờ sáng rồi đó. Em dặn gì anh nhớ sao không nhớ? Mà cái lúc vô bàn nhậu uống được 2 lon rồi anh mới nhớ lộn số 2 với con số 10. Nó bụng không? Ăn mì không? Anh thấy nó đói nè, em vô làm cho anh tô mì. Nhớ bỏ thêm muỗng đường vô cho nó ngon. Ăn mì mà để đường chạy nguyên chất nó mới ngon chứ. Trời ơi, mì ta bỏ thêm muỗng đường ăn cho nó ngọt, nó ngon. Anh công nhận em nấu ăn thiệt, nấu ăn ngon thiệt đó. Nhưng mà cái vụ này là em không đúng rồi đó nha. Không đúng là sao? Ý nói em nó sai hả? Nó sai là nó xạo hả? Nó xạo là em không nói giống người hả? Giống chó hả? Chó số 7 hả? Trời ơi, anh không có nói vậy nè. Mẹ ơi, chồng con nói không giống chó là tao mét mày. Ủa? Rồi làm gì ngồi ở đây cái mặt nhăn nhăn gì kỳ vậy trời? Làm gì sớm giờ tiêu chảy quá trời, đau bụng quá trời, đau bụng. Gì kỳ vậy? Rồi sáng giờ có ăn gì bậy bạ không? Đâu có ăn gì bậy bạ đâu, đau bụng quá trời không biết nữa. Trời ơi sao không đi lấy thuốc uống, rồi có uống thuốc chưa? Rồi em uống rồi, từ sáng uống viên uống sổ vô rồi mà sao giờ đau bụng dữ hơn nữa. Trời ông nội ơi, tiêu chảy không uống thuốc tiêu chảy, uống thuốc sổ chi vậy trời? Thì uống thuốc sổ cho sổ hết tiêu chảy chứ gì. Trời ơi trời, khùng dữ vậy trời. Đi vô lấy viên thuốc tiêu chảy uống đi. Báo không à, thiệt chứ. Tự nhiên tiêu chảy đi lấy thuốc sổ uống. Rồi tới nữa anh ơi. Anh đi lấy giùm em viên thuốc đi rồi em vô em uống.